Thưa đại chúng, Pháp Hòa không nhớ là Pháp Hòa đã về Orlando này mấy lần rồi, nhưng mà hình như lần cuối cùng là 2016, cho đến bây giờ mới được cơ hội trở lại thăm đại chúng. Thì hôm nay được về thăm đại chúng Pháp Hòa rất vui. Và mỗi vòng về thành phố này thì có một cái duyên là Pháp Hòa toàn đi nhầm cái tháng này. Giống như là không có chương trình, không có dự trù, nhưng mà giống như theo cái lời mời của ban tổ chức sắp xếp sao hồi thì nó cũng lại lọt vô tháng 12. Mà đã bao nhiêu lần như vậy, cứ là cứ tháng 12 làm cho Pháp Hòa phải lưu luyến và nhớ nhung nơi này nhiều hơn. Tại sao biết không? Tại vì hiện tại bây giờ Canada quá lạnh. Canada bây giờ đang có tuyết, đang rất là lạnh. Thành nữa khi mình đang ở một cái xứ lạnh mà qua bên này á, quý vị hỏi Pháp Hòa là thầy có lạnh không? Pháp Hòa mới nói ở đây nóng hơn mùa hè Canada. Mùa này mà vẫn còn ở Canada mùa hè mà vẫn không bằng cái ấm ở đây. Đem áo lạnh nè, đem khăn choàng, đem nóng len nè, mấy ngày nay cho nó vô vali hết trơn. Pháp Hòa sẽ có một thời gian ở đây là 10 ngày bắt đầu từ hôm nay. Và mỗi một ngày như vậy là sẽ ở một thành phố khác nhau để cùng sinh hoạt Phật Pháp với cộng đồng Phật tử ở các thành phố. Thì thưa đại chúng, ở trong danh từ Phật học á, thì chúng ta có một danh từ để ca tụng Đức Phật, đó là điều ngự trượng phu. Thường thường á, khi mình khen ai là một cái người trẻ, một cái người đạo đức, một cái người quân tử, một cái người hào phóng, một cái người coi như là tâm ý rất là tốt, thì chúng ta thường gọi người đó là trượng phu. Cái chị đó, cái anh đó rất là trượng phu, nghĩa là người đó có biết xả bỏ, không có cố chấp và sống một cách rất là đạo đức, gọi là trượng phu. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì ở trước cái chữ trượng phu đó, chúng ta thêm hai chữ nữa là điều ngự. Điều ngự là gì? Là người có khả năng chế phục và điều ngự. Chế phục và chế ngự, ngự chế tức là chế tiết. Chữ ngự là chế ngự lại. Người có khả năng chế ngự cả tâm của mình và các cái pháp xung quanh mình một cách nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta, Đức Phật không phải là một người trượng phu như bình thường của chúng sanh mình. Người nào cao ráo đẹp trai cũng là một dạng trượng phu, nói theo người thời xưa thì là quân tử. Hay người nào mà tánh rất là hào phóng, rất là dễ chịu cũng là trượng phu quân tử. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật lại có khả năng chế ngự được cả thân và tâm và của mình, của Ngài. Và chính những vậy mà Ngài còn có khả năng chế ngự những chúng sanh can cường khó hướng dẫn. Cho nên Đức Phật được tôn xưng là đấng điều ngự trượng phu. Một người trượng phu nhưng mà không phải trượng phu bình thường, mà có một khả năng chế ngự tâm của mình và chế ngự cả những chúng sanh xung quanh mình, cả thân và tâm. Ví dụ như thường thường á, mình đi vào một bữa ăn, cái gì mà ngon á, nhiều khi mình hơi mất gì, mất tự chủ, mình cứ nhịn món đó thôi. Hay là bây giờ mình đi tới một cái gì mà nó vui quá đó, mà mình nhiều khi mình vui quá mà mình quên mất giờ về. Mình có cái hẹn chỗ kia mà tại vui quá mình cũng quên cả cái giờ mình hẹn. Đôi khi trong cuộc sống mình lại có những cái trường hợp là chúng ta bị lỡ, mình đắm chìm vào một cái gì thì mình không đủ khả năng mình chế ngự. Mà nhiều khi trong một cái hoàn cảnh cuộc sống, một cái chỗ người có cái lời nói, cái người đó tức giận quá mà biểu mình hiền lành im lắng thì chắc mình làm không nổi. Cho nên mình giỏi lắm là trượng phu,
chứ không thể, không đủ cái năng lực có thêm hai chữ điều ngự. Cho nên cái chữ điều ngự là điều phục thân tâm, chế ngự những cái bất thiện. Mình ăn cái gì mà ngon đâu có điều phục nổi, đâu có chế ngự nổi. Mà mình thích một cái gì đẹp á, mà giờ lỡ mình hết tiền rồi cũng chạy đi mượn. Còn nếu mà có thẻ là sẽ cà thẻ, không? Mà mình hỏi mình có cái này chưa? Có rồi, nhưng mà tại cái này nó đẹp, nó rẻ quá cũng muốn thêm. Chứ không phải là mình không có nha. Mình đã có, nhưng mà đôi lúc mình không chế ngự và điều phục được cái hoàn cảnh hay là cả cái thân và cái tâm của mình. Ai nói một câu mà mình không nói lại thì nó nói mình ngu. Cho nên phải nói lại để cho người ta biết là mình là người không phải dễ ăn hiếp, vân vân. Nhưng mà Đức Phật không phải là một người trượng phu bình thường, mà Đức Phật có khả năng chế ngự thân tâm, hoàn cảnh, cũng như là giáo hóa những người khó giáo hóa. Như ví dụ như đời thời của Đức Phật có một tôn giả ai cũng biết hết, đó là tôn giả Vô Não, người mà giết 1000 người, chặt 1000 ngón tay để sâu thành một sâu chuỗi đeo. Mà khi ông giết được 999 người, mà trong lúc mà ông đi giết như vậy là quý vị biết đâu phải là người ta ngồi chỗ cho ông giết đâu, ông phải rượt người ta để ông chặt một ngón tay. Cho nên ông được mệnh danh, người ta nói thôi thôi, cái ông đó bây giờ ông khùng rồi, cho nên gọi ông là Vô Não. Chứ thật ra tên ông không phải là Vô Não, nhưng mà đó là cái biệt hiệu. Khi mà mình sống mà mình bị một cái gì nó chế phục mình rồi, nó chế phục mình rồi, cái thì mình lại được cái biệt danh đó. Ví dụ như bây giờ mình nghiện rượu quá mà mình không thắng nổi cái cơn uống rượu của mình, ta kêu mình á ông hủ hèm, hay là kêu thì mình tức tối mình hay la làng nóng nảy quá kêu ba lửa. Thí dụ vậy, mình cũng có một cái biệt hiệu. Nếu hằng ngày chúng ta không đủ khả năng chế ngự những cái bất thiện pháp, bất thiện tâm nó sanh ra trong chúng ta. Ở trong cuộc sống nhân gian, nhất là đối với người Á Đông của mình, thì chúng ta hay dùng tới cái chữ quân tử. Thí dụ quân tử trả thù 10 năm không muộn. Hay là mình nói sao, yểu điệu thục nữ quân tử hao cầu. Nếu một cô gái mà có yểu điệu, có thùy mị, có đẹp, có cái đẹp rồi mà cái tánh tình còn thùy mị, tâm tánh tốt, thì quân tử nào mà chẳng thích, chẳng muốn làm quen. Cho nên là yểu điệu thục nữ quân tử hao cầu, không? Rồi người nào mà làm một cái việc gì mà rất là phóng khoáng thì thế gian thường gọi là quân tử. Sách xưa đó có định nghĩa chữ quân tử qua mấy cách. Thứ nhất, người quân tử có cái sắc mặt ôn hòa, không có biểu lộ cái nét giận dữ. Quý vị coi phim Tàu, một cái người mà điềm đạm, thường thường mấy cô gái hay để ý. Tại vì sao? Có cái trầm tĩnh của quân tử. Cái người quân tử là cái người có cái sắc mặt ôn hòa. Điều thứ hai, luôn giữ được cái sự cẩn trọng, tướng mạo luôn sự cẩn trọng. Ví dụ người quân tử lỡ đụng ai, cung thủ xin lỗi, đứng gần một cái người khác phái giữ lễ, không có dám đụng tay đụng chân một cách thô tháo. Rồi thì lỡ mà cái cô đó cổ hơi sổ sàng chút kia, xin cô nương tự trọng. Rồi nói sao nữa, nam nữ thọ thọ bất thân. Quân tử mà không có lợi dụng. Cho nên người quân tử có nét mặt, có cái cung cách. Thứ hai là gì? Cung kính đối với người trên, hòa ái đối với người dưới.
mình là cái người làm boss nhưng cũng không coi thường người dưới. Thường thường mình nhiều lúc mình không chế ngự được cái tâm mình. Mình có quyền một chút, mình có thế, có lực một chút là mình hơi coi thường người thấp hơn mình. Và thậm chí trong đầu mình nghĩ họ là người làm của mình, cho nên mình đủ quyền, đủ cái lực, đủ cái quyền để mình la rầy mạt sát người đó. Nhưng mà quân tử thì không. Người dưới cũng phải cung kính. Người trên kính là đành, mà người dưới phải giữ cái thái độ ôn hòa. Vì đó là một cái bản chất, một cái quality của người quân tử. Người quân tử luôn giữ bề trung thực. Cho nên hồi xưa trong mấy cái sách xưa cũng để tôi trung không thờ hai chúa, liệt nữ bất giá dị phu. Người mà trung thành thì không có thờ hai chúa, mà nhiều khi vì hoàn cảnh họ phải đi vào cái cuộc sống mà phải làm tôi cho một ông vua khác, nhưng mà trong lòng họ khó chịu. Cho nên cụ Nguyễn Du của mình cũng vậy đó. Cụ là một người làm quan cho tiền triều, nhưng khi cái triều đại thứ hai cụ phải làm thì cụ ví cụ như một nàng kiều phải bán mình cho một cái thế lực khác. Cho nên đọc truyện Kiều á, nếu mà mình mà có một cái mình hiểu được cụ Nguyễn Du á, thì mình sẽ biết rằng cụ Nguyễn Du đang nói cụ đó. Và đồng thời ở trong đó cũng có những nhân vật mà tâm tánh của chúng sanh mình đã đang hiển lộ trong cuộc sống này. Sở Khanh, Tú Bà, Từ Hải, Hoạn Thư có mặt trong cuộc sống chúng ta đó. Cho nên nhiều người bây giờ mà thí dụ như người nào mà người nam mà cái tâm tánh không tốt với người nữ, anh đó Sở Khanh đó, ta lấy cái tích xưa lấy anh Sở Khanh ra, nhân vật đó. Nhưng mà cái nhân vật đó để biểu tượng, nó biểu lộ rằng chúng sanh mình đâu đó cũng vấp phải những cái tâm tánh như vậy, lợi dụng người khác, xác thịt người khác để sống, để kiếm tiền. Và cũng tâm tánh của chúng ta cũng ghen. Cho nên trong truyện Kiều có một người là Hoạn Thư. Vì vậy mà sau này người nào ghen quá, chị đó có máu Hoạn Thư lắm. Nhưng mà một người nào mà oai dũng thì anh đó có máu của Từ Hải. Nhưng mà người nào nhút nhát, anh đó kiêm trọng lắm, sợ vợ. Thí dụ vậy. Cho nên cụ Nguyễn Du cũng đã lấy mình để đem cái ví dụ đó. Người xưa đôi lúc đó, người ta sống một cái hoàn cảnh, người ta không dám nói, người ta có những cái điều người ta muốn nói lên mà người ta không nói được, thì người ta mượn một cái tác phẩm. Người ta mượn một tác phẩm, cho nên cụ Nguyễn Du mượn tác phẩm truyện Kiều để nói lên thân phận của ông như một nàng kiều ba chìm bảy nổi, và vì hiếu trung mà phải bán mình cũng như vậy. Đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần bay bay. Lúc mà Kiều lên xe lần đầu tiên thì cái hình ảnh đó nó nói lên cuộc đời của cô sẽ tối tăm và mờ mịt. Đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần, một mình như một chuyến xe. Quý vị có thấy cuộc đời mình như lên một chiếc xe không? Mình lên một chuyến xe và tất cả chúng ta là một hành khách đi trong một chuyến xe của cuộc đời. Và trong chuyến xe này chúng ta sẽ gặp rất nhiều những nhân vật trong chuyến xe đó, phải không? Có đôi khi mình đi trong một chiếc xe đò, một chiếc xe lam, người tốt, người xấu, ông thầy tu đều có mặt trong chuyến xe đó. Người không tốt và thậm chí chỉ cần nói một hai câu thôi, mình bị người ta dụ mất tiêu. Cuộc đời mà, phải không? Rồi kẻ xuống người lên. Cho nên mình đây là một hành khách, cuộc đời này là một chuyến xe, và tất cả chúng ta đều trong một chuyến xe đó. Ai xuống trước, ai còn ngồi không biết được. Có đôi khi định đi tới đằng đó đó, nhưng mà nửa chừng có chuyện bấm chuông đi xuống,
Ai mà không muốn sống tới 100 năm? Nhưng đâu dễ gì, phải không? Nửa chừng thôi, 20-30 tuổi là bấm xe đi xuống rồi, 40-50 tuổi là phải đi xuống xe rồi, phải không? Cho nên người xưa cũng có câu không? Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi cao tự nó có cây 1000 tuổi, dưới trần thế này mấy kẻ được 100 năm. Ai cũng muốn sống tới 3 số hết á. Nhưng mà hiếm quá, 2 số là mừng, mà 2 số mà cao cao hàng 7, hàng 8 là đã quý rồi. Thành thử quý cụ mới, người xưa mới an ủi mình đó, thất thập cổ lai thi. Cho nên bác nào bây giờ mà sống tới 75 bắt đầu mới đau nhức, đừng có buồn, cổ lai thi rồi, xưa nay là hiếm có rồi. Cho nên bác nào mà lên tới 80, tôi bằng Phật. Hồi xưa Phật Thích Ca của mình cũng có 80 rồi. Hôm kia Phó Hòa gặp bà cụ 91 tuổi, Phó Hòa nói bà hơn Phật 11 năm nha. Phật hồi xưa có 80 mà, bà giờ tới 91 rồi mà còn tỉnh táo, còn rất minh mẫn, còn khỏe. Cho nên người, cái người quân tử kính trên nhường dưới. Mình có thế cũng không xài thế, có lực cũng không xài lực, mà mình xài 2 thứ luôn kêu thế lực. Có quyền thế, có lực lượng, chẳng những có quyền mà có của. Cho nên đời sống mà người quyền thế thì lúc nào cũng lấn sợ. Nhiều khi cái đó nó sai mà có quyền thế tới nó cũng thành đúng. Người quân tử hành động luôn phải cẩn trọng. Tại sao? Tại vì họ biết cái việc làm của họ. Người quân tử đặc biệt là biết kềm chế cái sự nóng giận của mình. Tại vì người mà nóng giận thì đâu bao giờ nói được những lời thiện lành đâu. Người mà nóng giận thì có bao giờ nói được những lời hay ho đó. Cho nên người quân tử luôn luôn biết suy xét cái nhân cái quả, suy nghĩ kỹ trước cái điều của mình làm. Có những việc mình làm nó có thể nó thỏa mãn cho mình một giây phút đó, nhưng mà mình quên cái hậu quả về sau. Người quân tử là người ta phải suy xét đó, cái vui hiện tại nhưng mà cái quả nó như thế nào. Ví dụ như quý vị trồng một cái cây, nhưng mình nghĩ rằng mình biết rằng cái cây này á, mà trồng bây giờ thì thích đó, nhưng mà mai mốt mà nó cao lên rồi nó ra rễ rồi, không chừng nó bắn cái rễ vô hư nền nhà, phải không? Hay là cái tàn nó lên đó, là nó rụng lá là rất là dơ, và thậm chí nhà mình rất là dễ bị allergy với cái loại cây này. Cho nên trước khi trồng cái cây ta cũng phải phán xét, không phải chỉ mình thích không, mà người xung quanh mình có hưởng được cái gì mình làm không, có hưởng được những gì mình làm không. Đức Phật á, hay là nói gọn là đạo Phật á, chúng ta hay gọi là đạo cứu khổ. Nhưng mà xin thưa rằng á, nếu mình hiểu cho đúng cái chữ cứu khổ đó là mình phải hiểu vậy nè. Dĩ nhiên là có những cái quả khổ nó sinh rồi thì chúng ta cứu, nhưng mà nó khó hơn, phải không? Nếu mà mình hiểu đúng cái nghĩa chữ cứu khổ của Phật giáo là đạo Phật là đạo cứu cái nhân khổ. Tại sao? Tại vì chúng ta dừng ở ngay cái nhân đừng tạo, để cho tới hồi mà tạo cái nhân rồi á thì muốn sửa cái quả khó. Cũng giống như trước khi mình có một khúc vải rất là đẹp, mình muốn may một cái áo thì mình phải chắc chắn, mình đủ tự tin là mình có thể cắt khúc vải này ra và có thể may khúc vải này. Cầm một khúc vải đẹp mà không biết cắt, không biết gì hết, mà cắt đã đời rồi mà biểu một người khác tới sửa thì khó khăn vô cùng. Có thể sửa được nhưng mà cực lắm. Chi bằng ấy, trước khi chúng ta cắt khúc vải đó, chúng ta có suy nghĩ chín chắn hơn. Mà thậm chí bản thân mình có dám giao đầu tóc cho người không biết cắt không? Hư tóc, mặc dù mình vẫn biết xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc, nhưng mà nếu mà hư cái đầu mình thì thôi rồi,
đặc biệt là chiều nay hẹn đi đám cưới chảy có cái đầu bởi dầm làm hư khó chịu lắm. Đó, chỉ có cái đầu thôi chứ đừng nói tới cái mặt hay là những cái gì quan trọng trong cuộc sống. Cho nên người quân tử là người biết phải suy nghĩ kỹ trước khi việc mình làm. Nói một cách khác là người trượng phu cũng như vậy thôi. Đó, suy nghĩ trước cái nhân, cái quả. Có ai mà làm một cái mà không suy nghĩ? Không phải nói mấy cô nấu ăn nè. Mấy cô nấu ăn mà mấy cô muốn để muối vô, mấy cô phải nhìn cái nồi nó bao nhiêu mà mấy cô để muối, chứ đâu phải là thí dụ ta nói nấu cái đó 4 muỗng muối mà mình nấu con chừng chén à. Còn người ta nói 4 muỗng muối là ta nấu nồi. Thấy không? Thành thử tự mình khi cầm muỗng muối lên là mình phải nhìn cái vật trước mặt mình là mình đang nấu nó bao lớn, cái trọng lượng nó bao nhiêu mà chúng ta để muối để đường. Thì chắc chắn rằng không thôi, người ta nói 4 muỗng tôi phải để 4 muỗng. Để xong lát chị ơi giờ có gì cách chữa không? Thì có cách đem đổ hay đem rửa hết thì thôi, chứ còn một cái nồi đó mà để 4 muỗng muối sao chữa. Thí dụ vậy. Cho nên quân tử luôn luôn suy xét. Thì đạo Phật dạy chúng ta đó, chúng ta làm việc gì chúng ta phải suy nghĩ đến cái hậu quả của nó. Tại vì tác nhân thì dễ mà cái quả nó thành thì rất là khó khăn. Cho nên cứu nhân cứu quả được không? Được, nhưng mà cực. Cho nên đó, đại chúng nhớ vậy nè: từ bi hỷ xả. Rồi có nhiều người hiểu xả là sao? Xả là bỏ. Nhưng mà mình không xả ngay cái khi mà nó vừa thật tác nhân. Thí dụ như người ta vừa nói một câu mình bất đồng, mà nếu mình xả liền đi là mình khỏe rồi đó, tối nay về cũng ngon rồi đó. Ôm cái đó về mất ngủ 3 đêm, xong phải phone cho ông thầy thứ nhất. Ông thầy giảng xong nghe cũng có lý nhưng mà chưa bỏ được. Nghe thầy thứ hai, nghe 10 thầy cũng không xả được. Tại vì sao? Mình ôm nó vô rồi. Bây giờ nó thành ra một cái tì vết ở trong lòng rồi. Biết cái gì nó không phải của mình, xả liền. Thì cái chữ xả, từ bi hỷ xả của Phật giáo muốn nói đó là muốn nói xả ngay. Hay nói một cách khác, người nào sống không chấp trước, người nào sống không chấp trước, không vướng bận, người đó xả. Thí dụ người ta làm gì mà mình nói không có chấp thì người ta hay nói sao? Trời anh hay quá, anh không có chấp. Rồi cái người mà bắt khoan bắt nhặt cái ta nói thôi chấp trước chi mấy cái việc nhỏ nhặt. Mình chấp là mình ôm, mà mình ôm là mình khổ. Cho nên cái chuyện đầu tiên chúng ta làm là quán chiếu cái nhân, cái quả, cái nhân mình làm và đưa đến cái quả như thế nào. Mà không phải chỉ một mình, mà phải quán chiếu rằng người nào, hiện tại, vị lai. Cho nên đại chúng nào mà thọ đi quy y đó, quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Tam Bảo và thọ năm giới đó, thì cái vị đó là, thưa đại chúng, không phải chỉ làm hạnh phúc cho bản thân không đâu. Người đó làm an vui hạnh phúc cho bản thân, mà những người trong gia đình của vị đó cũng an vui hạnh phúc, và xã hội này sẽ có một cái sự bình an vì người đó giữ được cái giới thứ nhất, tôn trọng sự sống, không giết người hại vật, tôn trọng tài sản của người khác, không trộm cắp, tôn trọng hạnh phúc của mình, hạnh phúc của người. Chúng ta không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những ai không phải chồng vợ của mình. Tôn trọng cái chân lý, tôn trọng hạnh phúc của người khác. Chúng ta không dựng chuyện nói xấu, không phê bình lên án những điều mình không thấy biết rõ ràng. Như vậy mình nói như mình sống được như vậy, đâu phải mình hạnh phúc không đâu, đâu phải đạo đức của mình không đâu. Bản thân người đó đạo đức mà hạnh phúc của người xung quanh và cả cái xã hội. Cho nên ai mà làm một Phật tử mà quy y mà giữ giới đó là người đó sống hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, và người đang đó đang hướng đến một con cuộc sống tích cực chứ không phải là mê tín, không phải để trở thành những tín đồ của đạo Phật, mà người đó đang hướng cuộc đời mình đến một cái lối sống tích cực, muốn đóng góp một phần nào đó cho xã hội, cho hạnh phúc cho gia đình, cũng như thay đổi bản thân qua năm giới. Cho nên đừng nghĩ rằng á, mình đi quy y á, là mê tín, hay là ô tôi quy y rồi á, tôi trở thành Phật tử rồi, tôi phải đi chùa, tôi phải cúng chùa, tôi phải ăn chay, tôi phải tụng kinh. Không có phải cái gì hết á. Cuộc đời nó không có phải gì đó.
Hễ anh biết được cái đó hay mà anh làm thì gia đình anh hạnh phúc thôi. Cho nên Phật giáo đâu có nói là Phật tử là phải quy y. Nếu nói là nói vậy nè, Phật tử nên quy y. Phải là ép rồi phải không? Nhưng mà tại sao phải nên? Là tại vì cái này nó tốt. You should do this, chứ không phải là you have to do this. Cái gì mình have to do là không có hạnh phúc. I like to do, I want to do, thì you should do this. Cho nên mình thấy cái gì có lợi thì chúng ta làm. Mà lợi đây phải lợi cho mình không, không? Mà lợi cho mình, lợi cho người thân, lợi cho xã hội. Cho nên á, mình mà cho con mình đi tu á là lợi cho bản thân đứa con, nó sống nó cuộc đời hạnh phúc, tự do, có bị đau khổ, mà gia đình cũng được hạnh phúc an vui theo cái người, cái đường tu của người con. Mà nếu người con đó tu thành công thì xã hội được hưởng, mọi người được hưởng. Cho nên ai mà có con á, mà người con mà phát tâm đi tu á, thì mình phải biết rằng cái đó là cái phước của gia đình. Còn nếu mình mà thấy được cái đó tốt, mình nên khuyến khích nó đi tu. Khuyến khích con đi tu chứ không có cản trở. Mày đi tu ta tự vận liền. Vậy chứ ở nhà nó có một gia đình chắc nó sung sướng, nó hạnh phúc à. Mình phải thấy cái hạnh phúc của mình nó có mong manh vẻ vợ vẻ dở không, mà mình lại muốn nó tiếp tục một cái con đường hạnh phúc mong manh đó. Có bao nhiêu nhạc tình người ta cũng viết nhiều lắm, nhưng mà quý vị nghe những bản nhạc tình, có bản nhạc hiếm, bản nhạc nào vui lắm. Toàn là em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài, biết hết trơn á. 5 năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng tôi chuộng mình trong chăn. Mình biết hết mấy cái đó chứ, nhưng mà mình cứ muốn lao vào. Vậy thì trong kinh nói chúng sanh mình không phải là con thiêu thân là gì. Và ông bà mình cũng nói đó, con cá trong lờ nó đỏ hoe đôi mắt, con cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô. Người ta ở trong cái cảnh đó rồi, người ta khổ và người ta muốn thoát mà thoát không được. Còn mình là tối ngày cứ đi tìm cái chỗ. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Toàn là đi tìm những chốn đoạn trường để đi không. Mà khi nào mà mình chịu hết nổi thì mình lại nhảy xong tự giận. Cũng giống như câu kiều vậy đó, phải không? Hay là sao biết không? Khổ quá bắt đầu mới nghĩ tới chuyện đi tu. Quý vị thấy chuyện kiều giống mình không? Y chang như những cái tư tưởng của mình vậy đó. Không ấy tôi vô chùa tôi tu cho mấy người yên thân nha. Mình chắc mình yên thân không? Hay là nhiều khi mình yên cái thân mà tâm mình không yên. Tại vì lúc đó mình chỉ thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Ngồi trong chùa mà tâm cứ móng ra ngoài. Không biết lúc này ở nhà mấy đứa nhỏ nó có ăn uống đàng hoàng. Cũng tại ổng hết mình mới vô đây. Cũng tại bả mình mới vô tới đây nè. Vậy thì không phải tại Phật. Không phải tại, mà mình khổ mình mới vô đây. Nhưng mà cứu, nó là cứu khổ mà vô đây mình có được cứu gì đâu. Tại vì cái tâm mình nó còn bận rộn ngoài đó. Cho nên người quân tử làm việc gì suy nghĩ. Người quân tử là cái người đó sống được với cái bản chất đó, cái bản chất của đạo là luôn luôn biết suy xét. Cho nên đạo là gì? Đạo là con đường. Mà muốn thấy con, muốn đi đường thì mình phải làm việc gì? Một là mắt phải thấy, hai là chân phải bước thì mới kêu là đường. Quý vị có thấy đường mà không chịu đi thì thấy đường mà không đi sao kêu đi đường? Mà muốn đi đường là phải thấy đường, phải không? Cho nên thấy đường và đi đường gọi là đạo. Vậy thì đạo Phật là gì? Không phải chỉ nhìn mà phải thấy đạo, hành đạo, tu đạo, đến chỗ đó gọi là đạt đạo, phải chứng đạo. Chứ đạo không phải là ngôn từ để nói, mà đạo là cách sống. Anh không đi được trên con đường này, anh không biết gì về nó hết.
như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Đâu có ai biết giùm ai được, đâu có ai nói giùm cho ai được, đâu có ai bày tỏ được cái đó được, tự mình thôi. Cho nên nếu nói là đạo thì đơn giản là vậy thôi. Anh bước vô xe muốn đi đâu, mắt phải nhìn, nhìn kiến, nhìn vô cái kiến ở trước mặt mà lại thấy được phía sau. Quý vị thấy được điều đó không? Nhìn phía trước mà thấy được phía sau, nhìn bên hông mà thấy được phía sau. Và chúng ta gọi là kiến gì? Kiến hậu. Kiến hậu như vậy chúng ta làm việc gì chúng ta phải nhớ ở phía sau mình. Một người cha, một người mẹ mà chỉ sống mà không nhìn cái kiến để thấy đàn con mình nó sống như thế nào. Vợ chồng mình cứ vuông vẫy những cái lời nói tổn thương nhau mà quên rằng vợ thì không khổ bao nhiêu hết đó, tại quen rồi, nghe riết quen rồi. Chồng cũng chẳng khổ bao nhiêu hết, nhưng mà con khổ nhiều lắm. Tại vì mình đang nuôi nó bằng cái không khí của phẫn nộ, của tức tối trong gia đình, cho nên nó chỉ muốn đi mà nó không muốn về. Cho nên mình phải nhìn lại, nhìn lại cái cách mình đang sống trong gia đình đó là đạo. Đạo Phật muốn nói cái đó đó. Đạo Phật muốn nói cái đó, chứ không phải nói cái chuyện mà chúng ta đi vô đạo để làm member, để làm tín đồ. Tín đồ không có làm gì trơn á. Nếu mà là một tín đồ thật nghĩa của đạo Phật là tín đồ đó phải có sự chuyển hóa bản thân, gia đình, tự thân mình. Mỗi ngày mình thấy mình hạnh phúc hơn, mình sống mình có quy củ hơn, mình có nề nếp hơn, mình có an lạc hơn, là mình biết rằng bản thân mình đi đúng đạo, hay là đi đúng đường. Và hãy mà đi đúng đường rồi thì mình sẽ kéo gia đình mình đi trên một con đường đó đúng. Mình là người lái chiếc xe mà mình quẹo trật thì cả 6 người ngồi chung xe cũng trật theo mình. Thật ra quý vị nhớ là mình là người, một người lái xe. Ai là người đi chung xe với mình? Gia đình mình, con cái của mình. Hãy mình quẹo trật là họ trật theo. Cho nên quý vị để ý, vợ chồng nhiều khi tại sao không cùng ý kiến? Tại mỗi người thấy mỗi kiểu. Mà mỗi kiểu không cùng một cái thấy thì sự việc gây gỗ nó sẽ có mặt. Cho nên mỗi cái việc làm của chúng ta, chúng ta đều có suy nghĩ, chúng ta làm, chúng ta nói. Hồi xưa các vị dạy nhất ngôn cửu đỉnh. Một lời nói của mình nó nặng giống như chính cái đỉnh lư vậy đó. Nhất ngôn cửu đỉnh. Lời nói nó đơn giản vậy, vậy mà nó nặng như chính cái đỉnh vậy đó. Thiệt sự luôn. Có nhiều khi mình gặp cái người đó, mình nói có một câu nhẹ nhàng thôi mà người đó tức 9 năm. Người đó buồn 9 tháng. Người đó khổ 9 ngày. Rồi thậm chí thù mình 9 đời. Tại vì mình không có quán xuyến lại cái ngôn từ. Cho nên hồi xưa các vị, các bậc cổ đức xưa có rất nhiều những ví dụ để nhắc nhở chúng ta. Nhất ngôn phát xuất là tứ mã nan truy. Một lời mà phát ra rồi á, bốn con ngựa rượt chạy theo lấy là không kịp. Ôi thì đủ thứ các. Một lời nói giống như cây đinh mà đóng vô cột vậy đó. Dù có hối hận mà lấy ra thì cây cột nó vẫn có dấu, cây cột nó vẫn bị thương rồi. Một lời nói tổn thương ai đó, mình có xin lỗi như thế nào thì trong cái trái tim của người đó nó cũng đã bị tổn thương bởi một cây đinh, một lời nói của mình. Cho nên mình không cần làm một bậc quân tử ở đâu, mà quân tử ngay ngôn từ. Có nhiều khi người Việt mình, Pháp Hòa nghĩ là ở bất cứ văn hóa nào, người nam á, thí dụ giữa họ với nhau họ giận á, họ tức với nhau á, họ dùng từ ngữ tầm bậy tầm bạ với nhau cũng không ai nói gì, tại vì họ là đàn ông với nhau. Rồi ngược lại người nữ với nhau. Mà nếu một người nam mà vung những cái lời mà tục tiểu đối với một người nữ thì ta xem thường lắm.
Tại vì người ta nghĩ sao? Cái vị đó không có quân tử. Tại đó ngôn từ á, nó quan trọng lắm. Tại vì có những lời ngay cả người xuất gia, có những ngôn từ người xuất gia đâu được dùng. Mà nhiều khi mình lỡ mình sử dụng ngôn từ đó thì người ta không nói gì, nhưng mà trong bụng người ta quánh giá rồi. Cho nên có nhiều cái từ Pháp Hòa nói, cái Pháp Hòa phải nói vậy nè: dạ cái này là nói theo thế gian. Tức là Pháp Hòa muốn dùng một cái từ đó theo thế gian để đại chúng cảm nhận cái hiểu, chứ cái câu đó không phải của người tu nói. Mặc dù cái từ đó không tổn hại ai hết, không có gì bậy bạ, nhưng nó có chứa một cái gì nó hơi thô trong đó mà người tu không nên nói. Thí dụ như quý vị ăn và mình gặp nhau: ê khỏe không, dứt tô không? Người đời nói đâu có tội gì mà ông thầy tu phải: ồ con mới tới hả, vô dứt tô cơm đi con. Nó nghe nó dễ thương lắm, nhưng mà nó không phải cái ngôn từ của người tu. Nó không phải ngôn từ người tu. Con ăn cái này đi con, đã lắm. Người tu đâu có nói mấy cái đó. Còn nếu mà thí dụ như giỡn chơi, nói với đệ tử một cái câu đó chơi thôi, nhưng cũng không nên thường. Tại vì cái gì nó cũng thành thói quen, tới một lúc nào đó không nên nói cái lại phát cái câu đó ra, cái rút lại cũng được. Mà chúng ta bị hoài thôi, không ai tốt gì hết á. Nhưng mà đây là chúng ta nhắc nhở. Và thậm chí á, đó là lý do tại sao người tu phải có cái y á, đắp cái y xong rồi nó, cái y nó có cái viền xung quanh này. Đó là cái gì? Đó là cái ranh giới. Đó là ranh giới. Quý vị mai mốt quý vị vô chùa, quý vị nhìn cái y của quý thầy, đắp tấm y lên thì trên cái y đó nó có thành bốn góc. Đó là cái viền mỗi, cái ranh giới của người tu, mình không được vượt. Thì chúng ta cũng vậy. Mình có gia đình rồi, mình có ranh giới của một người đàn ông có chồng có vợ. Mình có người nữ có chồng, mình có ranh giới của một người vợ, đi chơi cũng cỡ nào. Chứ không phải mình buông thùa như là lúc mình chưa có gia đình. Người nữ có thể thành quân tử không? Dạ được. Tại vì quân tử là để biểu lộ cái cách sống, chứ không phải nói đến cái tướng tá, cái cách sống và cái tâm niệm. Cho nên một người nữ mà đâu phải nói vậy chứ đàn ông không, người nữ không có đâu. Một người nữ cũng phải suy xét việc của mình làm, coi xem cái đó nặng nhẹ như thế nào. Một lời mình nói cũng vậy. Cho nên ở đây là nói đến cái cách sống. Và cái chữ đó bây giờ nó không phải chỉ để cho cái tướng nữa, mà để cho cách sống và cái tâm của mọi người rộng lượng. Đâu phải chỉ ở người nam, người nữ cũng rất rộng lượng. Và vì nếu như mình không sống được như vậy thì người ta lấy cái biểu tượng đó ra. Cái lời nói của mình nó không có mang cái tính chất chán nản, nó không có mang cái tính chất ngông cuồng, tự đại, tức là muốn nói gì nói, không có suy nghĩ. Và phải biết trước mặt mình là ai để mình dùng từ, thì nổi có bao nhiêu thôi, người ta cũng thấy được cái tâm tư của mình, cái cách sống của mình. Thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa không có khoe, nhưng mà Pháp Hòa nói đây là cái thực tập của Pháp Hòa thôi. Khi Pháp Hòa viết một cái mail cho ai, viết một lá thư cho ai, nếu mà là tên của vị đó hay cái gì nó cần viết hoa, tất cả Pháp Hòa sẽ viết hoa. Nhưng khi Pháp Hòa ký tên ở dưới, tất cả tên Pháp Hòa bằng chữ nhỏ hết. Nó tự nhắc nhở mình thôi. Đối với một người mình đang trả lời một cái mail, mình cũng nhỏ bé lắm. Nó, cái đó là cái cách sống của mình thôi, chứ mình không phải mình. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ, chứ Pháp Hòa không có khoe cái chuyện mình làm. Nhưng mà chia sẻ là mình tu, mình thể hiện cái gì trong cái đời sống tu tập của mình. Mình sống á, mình làm cái gì để mình thể hiện. Đâu phải người ta không nhận ra đâu. Cũng có những Phật tử viết mail ngược trở lại: thầy ơi, con thấy thầy viết thơ, thầy trả lời cho Phật tử, tất cả tên họ của ai thầy viết hoa đầy đủ hết, mà khi con nhìn xuống thấy tên thầy, thầy viết nhỏ hết. Có phải thầy đang muốn
hướng dẫn chúng con sống một đời sống khiêm cung. Tự động người ta nhận ra cái đó. Tại vì sao? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình là Phật tử mà cùng tâm niệm tu với nhau thì nó gặp nhau ở cái đường tu đấy. Có những vị ở rất xa mà chiều nay cũng thấy. Có những vị Pháp Hòa mới bước xuống xe thấy ở Cali bay qua nè, ở Michigan bay qua nè, ở Las Vegas nè, vân vân. Rồi quý vị đi đâu chơi vừa tới đó, quý vị ở đây có chùa không? Có không? Mình đi đâu mình cũng hỏi chùa không? Còn mình người Việt, ở đây có quán ăn Việt không? Mặc dù ở chỗ mình ăn chán muốn chết rồi mà đi tới đâu cũng không quên được cái món ăn của Việt Nam. Người quân tử sống theo cái nghĩa là không có tham. Không có tham. Thật ra con người mình á, ai cũng có cái muốn. Thí dụ như đói bụng thì muốn ăn, mệt thì muốn ngủ, khát nước thì muốn uống nước. Nhưng mà có những cái mình sống nó hơn, cho nên mình thêm cái chữ tham lam. Tại vì chữ tham á, nó biểu lộ cái gì? Mình chỉ muốn more, muốn nữa và không biết dừng. Và thậm chí những cái không cần cũng tham, tại vì nó free. Có nhiều người biết mình không có, mình không có cần cái đó đâu, nhưng mà nó free, không hốt uổng. Rồi mai chiều mốt nọ nó hư cái đem dục. Thậm chí bắt đầu soạn ra cái nào mà hết hạn cái phone hỏi thăm, ai có dùng không mình cho. Mà lúc nó còn mình không để. Cho nên cái chữ mà trong Phật giáo dùng sang tham. Chữ sang là mình bỏng sẻn. Mình bỏng sẻn về của cải, mình bỏng sẻn về sự học hành. Cái gì mình biết mình không muốn cho người ta biết. Có nhiều khi mình nấu có một món ăn mà sợ người ta biết á, mình nêm nếm mình lén muốn chết vậy đó. Trước khi mình nêm nếm mình sợ người ta dòm ngó, học cái cách của mình nấu mình phải cẩn thận. Vậy cái đó là bản thân của mình thôi. Nhưng mà ở đây thì mình để ví dụ thế nào gọi là bỏng sẻn. Bỏng sẻn về cái hiểu biết, bỏng sẻn về cái tình bạn. Mình muốn biết, mình đã biết ai rồi mình muốn giới thiệu cho người khác, tại vì mình không muốn người khác cũng cùng hưởng cái lợi ích giống mình. Cho nên á, ở trong thế gian người ta dùng từ quân tử. Quân tử là biểu lộ cho một người kẻ sĩ, một người có tài. Nhưng mà Pháp Hòa muốn nói cái chữ quân tử nó tương đồng với trượng phu. Mà ở đây không phải là biểu tượng cho một người nam, mà là cái cách sống. Cái cách sống. Rồi thỉnh thoảng quý vị nghe trong kinh nói, nếu mà được sanh về cõi Phật đó thì không có người nữ. Thì có nhiều người họ mới thắc mắc, họ nói vậy là Phật còn kỳ thị quá. Nhưng mà ở đây đại chúng nên nhận cái ý hơn nhận cái lời. Vì tại vì á, khi có người nữ, có người nam, nghĩa là nó còn có cái tánh đối đãi. Hiểu ý không? Đối đãi nam nữ, đẹp xấu, hơn thua, được mất, mà chỉ thuần một thì nó không có cái đó. Hiểu ý không? Cho nên người ta nói không có cái đó, là để ở đây muốn nói cái thuần. Cái thuần là cái không cái tạp. Còn hễ mà nói ở đó có người nam người nữ, tức là có gì? Hai bản tánh. Mà hai bản tánh thì lúc nào nó cũng có sanh khởi hai thế giới. Mà nếu như mà người nam với người nam không thì họ không có khởi tâm. Thí dụ như nói trên phương diện dục không có khởi. Ở đây có ai xem phim Tây Du Ký chưa? Quý vị có nhớ là Đường Huyền Trang với thầy trò rớt vô cái nước tên là Nữ Quốc không? Đó, nước gì mà người nữ không vậy? Đó. Rồi múc nhầm cái nước nó uống á, thì bị cái gì? Cái bụng có bầu. Nhớ không? Cái đó biểu tượng cho gì? Người nữ ở trong cái chuyện đó lúc bấy giờ, nghĩa là tượng trưng cho cái ái. Tại vì thường thường người nữ là ái. Ái là yêu, là đắm, là nhiễm. Mà uống cái nước đó vô bụng bự là tượng trưng cho gì?
Thể có ái á, là có ôm ấp, mà có ôm ấp thì có chứa đựng, mà chứa đựng thì có bụng. Rồi bây giờ muốn xả cái ái đó, xả cái chấp đó, phải uống một thứ thuốc gọi là trục thai. Uống trục thai để trút cái đó ra, hiểu ý không? Cho nên á, rồi vua cũng là người nữ luôn, tất cả thần dân trong đó là người nữ hết. Rồi người nữ nào mà lớn lên muốn có con, cái uống cái đi ra nước nó múc muỗng cái nữ có con, cho nên nước đó có được duy trì, được duy trì. Mình mà khổ đau một việc gì rồi á, mình mà mình bực tức người nào rồi đó, mình đâu có tha đâu, mình bắt đầu mình phone, biết ba không, biết năm không, trời ơi bữa nay nói như vậy ngồi gần ai cũng hiểu hết á, chị biết nó không? Thậm chí người ta không quen hiểu hiểu biết nhỏ đó không, biết là mình lan ra, có phải là mình uống nước để có con không? Mình kêu kiếm bè lũ, kiếm dây cánh, kiếm đồng minh, cho nên uống cái nước đó rồi sanh con tiếp tục. Mình ôm cái chấp đó rồi mình tiếp tục run vẫy cái chấp trước đó cho người này người kia. Mình ghét người nào rồi là thế nào, làng xóm 5 người 10 người sẽ biết, không chừng dở hết cuốn sổ phone đó. Ai biết người đó là mình sẽ báo cáo hết. Mình cũng muốn có dân chúng của cái đồng cái ghét đó của mình, cho nên mình ôm cái bào thai đó. Cái bào thai, cái thai là tượng trưng. Mà thường thường cái thai thì mình phải làm sao? Phải carry á, phải mang thai. Thai là phải mang. Mà mang thì mình thêm thì mang nặng. Mang thì phải nặng. Cho nên là mang thai rồi mang nặng. Mà lúc đẻ thì gì? Đẻ sướng thì đẻ đau. Đó. Mang nặng đẻ đau. Nhưng mà mình mang nặng đẻ đau, cái đứa bé đó nó còn có 9 tháng 10 ngày là hết. Còn mình mang nặng một cái khối khổ sầu, đẻ hoài nó không ra. Phải không? Cho nên rốt cuộc rồi á, đẻ không ra, mang suốt đời cho mình mang nặng. Cho nên phải cầu nước thánh, uống thuốc trục thai. Mà thuốc trục thai đó phải mượn, không có nhân gian. Mượn cái triệu, cái thuốc đó uống vô, cái thuốc đó là thuốc vô ngã. Thuốc vô ngã là gì? Thuốc không có cái ta, không có cái tôi. Mình có ta có tôi là mình còn phiền não. Phần lớn mình giận là tại vì sao nè? Không làm đúng ý mình là mình giận thôi, chứ sự việc nó đâu có phải nó trật đâu, mà tại nó không làm đúng ý mình. Chứ thật sự trên đời này mà nói cho cùng là không có việc gì nó không trúng hết á. Nó không trúng cái người này, nó không trúng người kia, nhưng mà nó trật ý mình là mình bực thôi. Vậy rốt cuộc mình nói, nó làm như vậy mà nó coi được hả? Thì nó coi được nó mới làm chứ. Chỉ có mình coi không được thôi chứ. Phải không? Như vậy kính thưa đại chúng, là Đức Phật á, không phải là cái người sáng tạo ra những cái chân lý gì cả, nhưng mà Đức Phật là người phát hiện ra cuộc đời có những cái chân lý đó. Nhưng mà tại vì chúng ta không nhận ra được cái chân lý đó, chúng ta không sống được với chân lý đó, rồi chúng ta khổ thôi. Chứ mọi việc nó bình thường vậy đó. Cho nên cuộc sống nó rất bình thường, chỉ có tại chúng ta bất thường thôi. Chứ cuộc sống nó không có gì nó bất thường hết. Ví dụ, ai ép mình có chồng đâu, có vợ đâu. Rồi tại mình muốn có chồng, cái giờ mình khổ vì chồng. Đương nhiên thôi, có chồng thì khổ vì chồng. Có con sẽ có những cái lụy hệ của con. Mình có cái gì, mình sẽ hệ lụy cái đó. Mình có cái thân, sẽ khổ vì thân. Có một cái bài sám: có thân nên khổ vì thân. Cho nên là Khổng Tử cũng nói ha, ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Chúng ta có cái khổ là tại chúng ta có cái thân. Chúng ta không có thân thì khổ nương vào đâu mà có. Ví dụ á, mình có lỗ tai, thì cái lỗ tai thường thường là để nghe,
Mà hãy nghe đó, thì đâu phải chỉ nghe tiếng tất cả các thứ tiếng, mà tiếng gì mình thích cái mình cười, tiếng gì không thích thì mình nhăn. Chứ bản chất cái tiếng nó không hề có vui, có buồn, có khổ, có xấu, có sai gì hết. Tại vì mình không ưa tiếng đó, cái mình nó dở thôi. Món ăn nào cũng có mùi. Sầu riêng nó có mùi của sầu riêng, chao nó có mùi của chao. Mà món nào mình không có thích thì mình nói thúi quá. Nhưng bản chất là nó có thúi, tại mình không ngửi được thì mình nói nó hôi thôi. Phải không? Rồi mình xài chữ mình phải xác định nó cũng cỡ nào nha. Hôi thôi chưa đủ, hôi dữ lắm, hôi quá trời. Rồi đến cái hôi mà tổ cùng nữa mình dùng chữ thúi. Cái gì mình cũng phải, thí dụ mà hay, nhưng mà mình phải nói rất hay, hay lắm, hay quá, hay là quá hay. Cũng một cái hay mà tùy theo cái feeling của mình, từ theo cái cảm nhận của mình, cái mình gá chữ vô. Rồi người khác không đồng một cái quan niệm đó thì mình khổ. Và rốt cuộc bản chất cuộc đời này không có cái gì mà để mình gọi là mình để cho mình khổ cả. Tại vì nó không ưng ý mình thôi, nó không vừa lòng xứng ý mình thôi. Thí dụ mình đau chân, mình đau lưng, bao nhiêu ngồi người ngồi cái ghế đó không sao hết. Mình ngồi nó không được, tôi ngồi ghế này tôi đau lắm, ghế này không được. Vậy thì cái ghế này nó chỉ không được cho mình thôi, chứ không phải là cái ghế này không được cho ai. Đừng có tới cái tiệm nó ăn nghe, ghê lắm. Tại nó không hợp khẩu mình thôi. Có nhiều khi mình trời nó bán dở mà sao bán đắt dữ trời. Dở với mình thôi chứ đâu dở với người khác. Cho nên nói cho cùng là mình sống vì cái gì? Vì cái ngã của mình thôi. Mà chính mình ôm cái ngã đó nhiều, cho nên bụng mình nó lúc nào nó cũng mang nặng. Không, đẻ đau mà không chịu đẻ. Tại đẻ nó đau, thôi đẻ thà tôi mang nặng. Rồi cuối cùng phải uống thuốc trục đó. Cho nên Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu, nhưng mà rồi trong chuyện đó người ta lồng vào những cái ý tứ của cuộc sống. Nhưng mà có những cái á, nói thẳng nói không được, phải lấy chuyện này chuyện kia ra nói. Có một cái người đó, họ đến ông thầy, ông họ than. Họ nói thầy, con đi chùa mà người này thấy con vậy, người kia thấy con khác, con bực bội quá, chắc con không đi nữa quá thầy ơi. Ông thầy ông hỏi, người ta thấy con như thế này, người ta thấy kia con như thế kia, vậy con thấy con sao? Ông nói, thì con thấy con bình thường, thì con cứ bình thường đi. Tại sao con thấy được con bình thường mà con không sống bình thường, mà người ta thấy con trạch lớp chứ con lại bất thường? Như vậy con sống cho người ta hay con sống cho con? Mình làm việc gì cũng sợ người ta nói, sợ người ta cười, sợ người ta chê, đủ thứ sợ mà không ai sợ mình. Có ai nói tôi nói tôi làm để tôi sợ tôi không? Toàn là sợ người ta. Tôi mặc cái này ra sợ người ta chê quá, tôi mua cái đó sợ người ta nói quá, vân vân. Cho nên cái thấy của người tu á, là cái thấy không phải để dòm ngó mà thấy để sửa, gọi là tu mà. Mà muốn tu là phải thấy, thấy mới tu được. Muốn đi đường đó phải thấy đường đó mới đi được. Họ không thấy không đi được, mà thấy mà không đi cũng không tới, phải không? Đơn giản vậy thôi. Dù trời rất tối nhưng mà cái xe mình nó còn cái đèn nó soi. Có thể mình không thấy hết nhưng mình cứ thấy những cái con đường. Nhiều khi có những con đường rất cong quẹo, nhưng mà tại sao mình đi vẫn bình an? Tại vì thấy tới đâu thì đi tới đó. Thấy tới đâu đi tới đó. Cho nên hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, thì Pháp Hòa muốn nhắc lại trượng phu quân tử. Trượng phu quân tử không phải ở cái hình dáng của người đó, lực lượng cao ráo, mạnh mẽ, ga lăng, mà cái tâm niệm sống, cái cách tư duy. Cho nên á, người xưa dạy mình một câu thôi,
Mỗi ngày làm một việc. Tư vô tà. Tư vô tà là gì? Suy nghĩ đừng lệch lạc. Cái suy nghĩ không lệch lạc là lời nói không lệch lạc, hành động không lệch lạc. Ví dụ như ai hỏi mình gì, tôi không biết cái đó đúng sai, nhưng mà hiện tại tôi thấy là nó vậy. Mai chịu chuyện đó nó không đúng, mình cũng không bị nói hớ. Mình nói hồi nãy rồi mà, thấy của tôi hiện tại là vậy, chứ tôi không biết nó như thế nào. Theo tôi hiểu là nó như vậy, nhưng có thể người ta hiểu hơn mình. Cho nên mình nói cái gì nó có cửa để mình thoát á. Vẫn hơn là tôi xác định là như vậy, trời ơi tôi nhìn là tôi biết ngay. Nó bay qua mũi đực mũi cái tôi cũng biết. Tự hào chi cái đó. Cho nên ai hỏi ý kiến, nói dạ anh hỏi thì tôi xin nói đây ý của một con kiến. Kêu là ý kiến. Ý tôi là ý một con kiến thôi. Có nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Mà lỡ làm trật thì tôi nói trước rồi mà, ý con kiến chứ. Tại anh tưởng tượng nó ra con voi thôi, chứ nãy tôi nói con kiến mà. Nhưng là tưởng tượng thành tưởng voi. Tại tưởng là voi mà, tưởng tượng là tưởng voi. Trượng phu, quân tử là người biết suy xét cái việc làm gọi là đạo. Biết suy nghĩ lời nói của mình gọi là lý. Nói phải có lý. Nói phải có lý. Mà lý là thật. Làm việc gì cũng phải cân nhắc có cái tình, cái nghĩa trong đó. Đôi khi cái việc đó nó phải vậy, nhưng mình xử như vậy nó đúng lý mà nó mất tình. Phải không? Cho nên đôi khi chúng ta phải cân nhắc nó làm sao nó có tình, có lý. Nó có tình, có lý. Cái đó gọi là nghĩa. Đạo, lý, nghĩa. Rồi cuối cùng á, chúng ta làm việc gì nó phải có cái chín chắn ở trong đó. Mình làm việc gì, cái việc đó phải người sao người ta có thể người ta sử dụng. Thường thường quý vị thấy những người mà người ta ráp những cái máy, lỡ người ta không còn nữa, thợ khác vô ta nhìn ta cũng biết được cái phương thức ráp máy nó hư sao, ta mở ra được ta sửa. Mình ráp sao ta nói trời ơi, sao tôi nó ráp sao tôi bó tay, tôi không biết đường tôi mở. Ở đây quý vị có ngày xưa khoảng có một ông học giả người Pháp, họ của ông là Louis, tên của ông là Louis Braille. Thì ông sinh 1809. Thì khi mà ông sinh ra đời á, thì khoảng 3 tuổi thì ông bị mù. Một mắt nó bị hư đi. Thì do con mắt nó hư, thì con mắt kế bên á, ông thường hay dùng cái tay để gãi nó. Thì cuối cùng hai con mắt ông mù hết. Thì năm ông khoảng 15 tuổi á, thì ông đã tự chế ra những cái ký hiệu nổi trên mặt giấy để rờ vào những cái ký hiệu đó mà biết được chữ. Coi như là 26 chữ cái là ông đều có ký hiệu hết. Và người ta đã dùng cái ký hiệu đó của ông kể từ năm 1800 mấy đó cho đến bây giờ. Thỉnh thoảng quý vị đi, quý vị thấy trên những cái miếng thiết, trên những cái cửa, trên những cái thang máy á, nó có những cái ký hiệu đó để giúp cho những người người ta khiếm thị, người ta tới người ta rờ vào đó thì người ta biết cái nào là bấm lên, cái nào bấm xuống, mặc dù người ta không thấy được, nhưng mà mình có những ký hiệu để cho người ta sử dụng. Và cái ký hiệu đó, cái loại chữ đó vẫn mang tên của ông là chữ Braille. Có một khoảng thời gian
Người ta đề nghị là mình nên lấy những tờ giấy lịch mà chúng ta treo trong nhà, mà những cái lịch mà đi chợ hàng năm người ta cho mình cái lịch to to đó. Thì thường những loại lịch đó là người ta hay làm trên những cái giấy láng, nó dày. Thì cái giấy đó mà đem tái sử dụng lại á, cho những cái ký hiệu đó thì rất tốt. Tại vì thứ nhất là cái độ dày của giấy, thứ hai là cái độ láng của giấy, nó làm cho người ta dễ không dễ nhận diện giữa láng và nổi. Và cái ký hiệu đó được in trên giấy dày đó thì nó dễ hơn là trên giấy mỏng. Nếu mà mình sử dụng được cái loại giấy đó làm những cái ký hiệu đó để cho dạy cho những người khiếm thị đó, thứ nhất là vừa dễ ở cái mặt láng và độ dày, kế nữa đó là không bị ô nhiễm môi trường, tại vì chúng ta đã tái sử dụng miếng giấy đó một cách thiết thực và hữu hiệu. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, cái ông đó là một người Pháp, ông tên là Louis Braille. Và sau này á, cái ký hiệu mà trên mặt nổi đó lấy tên của ông đặt cho cái mặt chữ đó luôn. Ở bên Canada đó, thì sau này á, tiền của Canada đó đều có cái ký hiệu đó hết. Những người mà những người khiếm thị vẫn có thể đếm tiền, không có gì trở ngại hết, là tại vì trên mỗi tờ tiền giấy của Canada đều có cái ký hiệu nổi đó hết. Rồi ở những cái chỗ công cộng, chỗ thang máy đều có những ký hiệu đó hết. Thậm chí bây giờ có một số máy móc người ta cũng làm cái ký hiệu đó luôn, để người mù vẫn có thể sử dụng được cái loại máy đó. Như vậy thì đối với mình á, ông là một anh hùng, một vĩ nhân, một người quân tử, một người trượng phu. Tại vì việc làm của ông không phải chỉ ông hưởng không, hồi đầu là ông tự chế ra cho ông, nhưng mà sau này nó quá hữu dụng, và người ta đã mượn luôn cả ký hiệu đó. Bây giờ trở thành ra ký hiệu chung, cả thế giới đều sử dụng chung một cái bản ký hiệu đó. Vậy thì quý vị thấy, đâu phải ai sinh ra người ta trở thành vĩ nhân đâu, nhưng mà qua cái quan trọng là cái tâm tư của mình, cái cách suy nghĩ và cách sống của mình. Có nhiều khi một lời nói rất đơn giản thôi, nhưng mà cảm hóa được người kia, mình cũng là một vĩ nhân cứu khổ. Cho nên Đức Phật không có làm gì lớn lao cả, không xây dựng gì cả, nhưng mà xây dựng một cái nền tảng đạo đức rất vững chãi, lưu truyền cho đến bây giờ 2600 mấy năm. Và các vị, các hàng đệ tử của Đức Phật vẫn còn theo con đường đó để tự cải hóa cho chúng ta. Cải hóa tự tâm nghĩa là cải những cái cải đổi, sửa những cái sai, cảm hóa những cái đẹp, làm cho những cái đẹp để làm gì? Để làm mỗi ngày chúng ta mới lên, làm mới chúng ta lên. Thì đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay, là bản chất và cái cách sống của quân tử trượng phu, qua bốn chữ: đạo, lý, nghĩa, chánh. Đạo là cái việc làm có cân nhắc, lý là lời nói có lý lẽ, có chân thật, phải không? Nghĩa là cái cách sống của mình, hành xử như thế nào nó phải có tình, có nghĩa trong đó. Và cuối cùng là chữ chánh, nghĩa là việc làm của chúng ta mang lại cái lợi ích chung cho tất cả mọi người. Đó cũng là cái ý nghĩa mà ngày nay các thầy, các sư cô cũng đang làm cái việc đó. Ví dụ như Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia chia sẻ Phật Pháp, cũng là muốn đem cái chân lý, cái lẽ thật, cái con đường để chia sẻ với mọi người. Mong rằng đại chúng, các thầy có xây dựng chùa viện cũng không ngoài mục đích đó, để làm cái cơ sở để truyền bá, hướng dẫn những cái đời sống tu tập như vậy. Người ta muốn quy về thì phải có chỗ, phải không? Cho nên chúng ta gọi là quy y. Quy y là quay về thôi. Quy y nghĩa là quay trở về. Bây giờ quy y cái gì? Mình vợ nương chồng thì quy y chồng,
Vợ chồng nương vợ là quy y vợ. Vậy thì Phật tử quy y gì? Quy y Tam Bảo. Phật tử là quy y Tam Bảo, là nương tựa Phật, nương tựa Pháp là lời dạy, nương tựa Tăng là đoàn thể. Cho nên hôm nay mong rằng đại chúng về đây để có được một buổi sinh hoạt Phật Pháp này. Trong thời gian của Hòa chia sẻ, nếu có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Chúc đại chúng có một buổi chiều bình an. Và trước khi Pháp Hòa nói tiếp thì đại chúng xin cùng chắp tay để chúng ta đọc bài hồi hướng. Nguyện đem công